thuốc trị ruồi vàng cho dưa leo và mướp đắng ở Cà Mau. Này nó là dạng keo xịt của chú anh chị em nhé. Và thuốc ra hoa tăng thụ phấn đậu trái cho dưa leo, mướp đắng, khổ qua ở Cà Mau. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái thuốc mà trị ruồi vàng này. Cái này là dạng keo dính, các anh chị phun xịt lên trên những cái bìa cứng hoặc những cái vỏ chai ấy nhé. Xong mình treo cách xa cái vườn, cái dàn mướp, dàn dưa của mình khoảng tầm 2 đến 3 mét để kéo những cái con ruồi vàng đấy nó bay ra và nó dính vào. Dùng để tiêu diệt những cái con ruồi vàng đấy nhé. Còn đây là cái cặp mà rau hoa đậu trái sử dụng cho cây dưa leo, mướp đắng, khổ qua và các loại cây rau lấy quả này. Nó sử dụng được cho các rau màu lấy quả và cho các loại cây công nghiệp, cây ăn trái đều sử dụng được nhé. Với cây rau màu thì một cặp này pha làm 500 lít là bằng với 25 bình đeo lưng loại bình 20 lít nhé. Còn cây công nghiệp, cây ăn trái thì một cặp này các anh chị dùng khoảng tầm 400 lít thôi. Nó sẽ có tác dụng là dưỡng nụ hoa, tăng thụ phấn, đậu trái, dưỡng trái, hạn chế bị héo, méo, rụng trái non này. Và đồng thời còn kích thích cho cây ra hoa sớm và đẩy nhanh quá trình đậu trái nữa nhé. Và ra hoa đậu trái xong rồi thì mình sử dụng cái keo xịt trị ruồi vàng, keo siêu dính. Một chai nửa lít các anh chị có thể sử dụng được rất là nhiều lần này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.